Các bạn ơi, hôm nay chúng ta lại cùng nhau sổ lô tô trên cuốn sách này, xem thử cái thông điệp mà vũ trụ gửi đến cho tôi, cho bạn của ngày hôm nay là cái gì, để trên cái hành trình mà chúng ta đi trong cái ngày mới, nếu có bất kể cái việc gì mà nó xảy ra không như ý muốn thì chúng ta sẽ nhớ về lại cái câu mà vũ trụ nó gửi, cái thông điệp mà vũ trụ nó cho chúng ta của ngày hôm nay, ok? Và cái tính ngẫu nhiên của nó sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận được à, đó là cái gì đó đặc biệt. Cho nên là tôi áp dụng cái phương pháp này từ 2009, là 15 năm nay, và nó rất là hiệu quả cho tôi. Mỗi ngày bắt đầu ngày mới của tôi luôn luôn bằng cách là xem một câu ngẫu nhiên trong cuốn sách này. Thì các bạn nào mà thấy muốn thử thì sẽ thử thử xem thử nó có hiệu quả cho các bạn hay không, bởi vì nó rất là hiệu quả cho tôi, ok? Thả tim và follow kênh để chúng ta có thể tiếp tục tương tác nhiều hơn nữa. Bây giờ tôi mở cái câu ngẫu nhiên nha. Các bạn đoán được câu gì không nhé? Money does not buy class, nghĩa là cái sự quý phái của các bạn nó không phải là bởi vì chúng các bạn có được tiền, có nhiều tiền, nó không có định nghĩa là các bạn thuộc cái tầng lớp này, tầng lớp kia trên xã hội đó. Tôi đã gặp cực kỳ nhiều cái loại như vậy rồi, và có tiền thì nhiều vô kể, nhưng cái nguồn tiền á là đến từ đâu, nó không có tháo ra được cái chất mà cái sự gọi là cái chân buồn á, lấm bùn của cái người đó. Trong khi có nhiều người á, họ tiền thì không phải có quá nhiều, nhưng cái sự thanh cao, sự thanh tao và quý phái của họ nó thể hiện qua từng cái bước đi, cái lời nói, cái cách ăn, cách uống dạng như vậy. Cho nên là đôi khi á, chúng ta chỉ nhìn thấy người ta hào nhoáng có vẻ bề ngoài bằng cái có tiền, nhưng mà cái đầu thì nó rỗng tuếch, và cái suy nghĩ thì nó không có phải là một cái suy nghĩ gì đó nó tốt lành cho người này người kia. Thì cái sự giàu có đó ở đâu có lợi ích gì cho những người xung quanh như tôi, như bạn đâu. Nó có lợi cho họ và gia đình họ, yes, good, chúc mừng họ, chúc mừng họ. Nhưng nó không tạo được cái đẳng cấp từ cái lời nói, từ cái hành động, từ cái suy nghĩ. Và những cái người mà họ càng giàu hơn các bạn, tôi thấy thật, họ giàu thật và họ có một cái tấm lòng chân chất thật ấy. Họ rất là kiệm lời, họ rất là ít khi khoe khoang. Họ rất là biết quan tâm cho một cái thế sự chung, cho người khác, cho xã hội, cho một cái gì đó mà nó bền vững, nó bự hơn. Còn những cái người giàu mà mới nổi lên ấy, kiếm tiền bằng những cái phương pháp gì đó, có thể họ kiếm tiền giỏi bằng cái phương pháp của họ, riêng họ, chứ không phải là mình nói quơ hay đũa cả nắm hết. Nhưng mà không có nghĩa là họ có cái chất của họ, không có nghĩa là họ có dùng tiền để mua được cái sự thanh tao, cái sự cao sang của họ, không. Anh có tiền mà anh ôm gậy đánh golf, anh đi nước này nước kia dạng như vậy, nhưng gặp cái người có cùng tiền cùng với anh, ngang tiền với anh, họ ít hơn á, họ luôn luôn coi anh là một cái class thấp hơn, bởi rất là nhiều lý do. Nhưng cái lý do quan trọng nhất là cái cách anh thể hiện ra bên ngoài cơ, cách anh thể hiện ra bên ngoài, anh là ai, anh sống như thế nào, anh làm gì được cho người khác nhận dạng như vậy, nó sẽ định nghĩa được là cái tầng mây của anh đang ở đâu, anh đang ở cái tầng mây như thế nào. Không phải là anh cầm tiền quăng một cục và anh kêu là tao là thế này, tao là thế kia, tao là thế kia. Đến gặp những con người mà họ có tiền thật, họ cũng như vậy, nhắn anh ngay, ok. Sáng hôm nay chúc các bạn có một ngày mới tuyệt vời, và hẹn gặp lại với các bạn trong những cái video kế tiếp. Hãy nhớ nha, hãy tìm cách để nâng cao cái class, là cái tầng của mình, cái địa vị của mình, cái chất của mình. Tiền chỉ là một trong những cái phương pháp, những cái công cụ để đưa bạn lên cái chuyện đó thôi. Cái kiến thức của bạn này, cái suy nghĩ của bạn, cái tư duy của bạn, mối quan hệ của bạn, những cái gì mà bạn làm được cho người này người kia ấy, nó sẽ phân tầng cho bạn. Tiền là một cái công cụ để đưa bạn lên, nhưng mà không phải là cái công cụ quyết định cái việc đó. Ok, tạm biệt.